không sai à. Vâng lệnh đế đình, chủ mời không sai thờ lạy vâng sắc ngọc hoàng. Vua sai châu mười cái quản các núi vàng à, ở trong mỏ ba. Con đường vào đền châu mười gập ghềnh à, đồi núi bao xa. Sơn trang chầu ngự nơi mỏ ba điệp trùng. Có lúc chầu mười qua ghềnh sáng suối à, đôi thanh kiếm vàng chầu đánh đuổi giặc Liễu Thăng. Trong bản mường mỏ ba, ngôi đền mỏ ba Thăng A Tích mà là nơi phụng thờ. Khắp mọi miền thì phải đến kêu cầu lễ bái chầu mười độ cho quốc thái dân được an. Đường châu đi à, điệp điệp trùng trùng, núi non quanh quất mà cảnh rừng đẹp bao la. Suối trong thì uốn khúc lượn quá, đỉnh non có thác đổ nước xa ầm ầm. Có con chim kêu thời vượn hót thì có ông hổ gầm, tiếng rìu vang động khắp đầu gành cuối hang. Con đường chầu mười đi à, khúc khỉu quanh sườn, dân cư vắng vẻ xóm làng lơ thơ. Có ngôi nhà sàn, có ngôi nhà sàn mây nếp đứng chờ, chim muông bách thú nó đang nhẫn nhơ ở trước cửa đền. Người nữ kiệt châu mời cứu dân tiền triều, nước Nam còn đang gặp vận hiểm nghèo. Châu mời trên đồng mỏ sớm chiều sông pha, châu mời vốn dòng sinh quan mỏ ba. Thank you.
chốn sơn trung à. Thương dân lập ấp à, ở trong rừng, trong rừng mỏ ba. Người gần à, cho à, chi người nhà xa rủ nhau đi chảy hội mó ba sớm chiều. Con đường vào đền Châu Mười khúc khỉu treo leo, chênh vênh núi đá xếp mi à, đá xếp mi tay mèo à, tay mèo nhấp nhô. Ngôi đền thờ Châu Mười phong thủy hỏa đô, suối trong ngôn khúc ý à, ngôi đền thờ cho người trang nghiêm mà. Có ngôi đền thờ, có đôi long xà hổ phục chim muông, vượn dâng trái ngọt ngát đa hương hồng đào. Trầu về ngự cảnh sơn trang mỏ ba